Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta thường nghe nói đến cụm từ nợ xấu khi vay tiền. Nhiều người nói nợ xấu, xấu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có phải cứ mắc nợ thì bị coi là dính nợ xấu hay không? Trong video này, Thư viện Pháp luật sẽ hướng dẫn bạn tra cứu nợ xấu chỉ với vài thao tác đơn giản. Nợ xấu là gì? Nợ xấu được hiểu là các khoản nợ khó đòi khi người vay không thể trả nợ khi đến hạn phải thanh toán cũng như cam kết trong hợp đồng tín dụng. Cụ thể, nếu khoản vay quá hạn thanh toán trên 90 ngày thì bị coi là nợ xấu. Những người bị xác định là có nợ xấu sẽ bị đưa vào danh sách khách hàng nợ xấu trên hệ thống của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CIC. Hiện nay thì các khoản nợ được chia thành 5 nhóm bao gồm: Nhóm 1, nợ đủ tiêu chuẩn là khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày. Nhóm 2, nợ cần chú ý là khoản nợ quá hạn đến 90 ngày. Hai nhóm nợ này vẫn chưa bị xếp vào nợ xấu và vẫn có thể tiến hành vay theo nhu cầu. Đối với 3 nhóm nợ tiếp theo bao gồm: Nhóm 3, nợ dưới tiêu chuẩn, khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày. Nhóm 4, nợ nghi ngờ là khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày. Nhóm 5, nợ có khả năng mất vốn, khoản nợ quá hạn trên 360 ngày. Khác với hai nhóm nợ ban đầu thì 3 nhóm nợ này được xếp vào nhóm nợ xấu. Khi đó, nếu người vay không tiến hành thanh toán nợ như theo cam kết trong hợp đồng tín dụng thì sẽ bị đưa vào danh sách nợ xấu. Nợ xấu là một danh sách mà tổ chức tín dụng hoặc là ngân hàng có thể tra cứu, nên khi bị dính vào danh sách này sẽ ảnh hưởng đến điểm tín dụng. Người dính nợ xấu thường bị ngân hàng chê. Cho em vay nha. Do khả năng thu hồi nợ của các cá nhân thuộc nhóm nợ này là rất thấp và có khả năng mất vốn cao, nên hồ sơ sẽ không được duyệt hoặc được duyệt hồ sơ vay vốn rất gắt gao. Thời gian xóa tên khỏi nợ xấu. Thời gian được xóa tên khỏi nợ xấu là 5 năm kể từ khi thanh toán xong nợ. Do đó, khi người bị dính nợ xấu thanh toán xong thì lịch sử nợ xấu vẫn sẽ tồn tại tiếp tục thêm 5 năm nữa. Vậy làm thế nào để kiểm tra xem bản thân có thuộc nợ xấu của ngân hàng hay không? Hiện nay thì người dân có thể kiểm tra nợ xấu ngân hàng online qua hai cách. Cách 1, kiểm tra nợ xấu tại website của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CIC. Cách 2, kiểm tra bằng ứng dụng CIC trên thiết bị di động. Đối với cách 1, kiểm tra nợ xấu tại website Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CIC. Bước 1, người dân truy cập vào website Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CIC thông qua đường dẫn cic.gov.vn. Bước 2, chọn đăng ký và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn bao gồm thông tin cá nhân, hình ảnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân, v.v. Bước 3, nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu, sau đó nhấn tiếp tục. Bước 4, nhập mã được gửi về số điện thoại đã đăng ký, sau đó ấn mục tiếp tục. Bước 5, nhân viên CIC sẽ gọi điện thoại cho bạn để xác thực thông tin qua hình thức hỏi đáp. Bước 6, sau khi tạo tài khoản thành công, kết quả đăng ký, tin đăng nhập, mật khẩu sẽ được gửi qua SMS hoặc là email của bạn. Bước 7, đăng nhập vào hệ thống CIC và kiểm tra lịch sử tín dụng ở phần thông tin cá nhân. Cách thứ 2, kiểm tra nợ xấu bằng ứng dụng CIC trên điện thoại di động. Hiện nay thì ứng dụng CIC Credit Connect đã được hỗ trợ cài đặt trên cả hai hệ điều hành iOS và Android. Người dân có thể thực hiện việc tra cứu nhanh chóng qua các bước sau. Bước 1, cài đặt ứng dụng CIC cho điện thoại. Bước 2, đăng ký tài khoản CIC theo các bước yêu cầu của hệ thống. Bước 3, đăng nhập tài khoản CIC xét duyệt thành công. Quá trình xét duyệt có thể mất từ 1 đến 3 ngày làm việc hành chính. Bước 4, chọn khai thác báo cáo, sau đó chọn mục thông tin tín dụng. Bước 5 là nhận kết quả. Dù thực hiện kiểm tra nợ xấu theo cách nào thì sau khi hoàn tất việc tra cứu, hệ thống CIC sẽ gửi cho người tra cứu báo cáo chi tiết về lịch sử sử dụng tín dụng. Thông tin trên báo cáo sẽ bao gồm điểm tín dụng cá nhân, số nợ đang có, nợ nào là nợ xấu, lịch sử sử dụng tín dụng, các quan hệ tín dụng. Lưu ý, báo cáo tín dụng này sẽ được miễn phí lần đầu trong năm. Đối với lần thứ 2 trở đi, giá khai thác báo cáo sẽ là 22.000 đồng. Và vừa rồi là hai cách tra cứu nợ xấu mà người dân có thể nhanh chóng biết được điểm tín dụng cũng như danh sách nợ mà mình đang có. Do đó, người dân khi có tên thuộc danh sách nợ xấu cần giải quyết nợ xấu sớm để tránh những rắc rối liên quan đến nợ xấu mang lại. Đến đây video xin phép được kết thúc. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.